cầm thẳng vậy nè, quay con luôn. Đi đâu? Đi luôn. Chào con, đi đâu? Đi ngoài hả? Đi con Dương. Đi ngoài đi con, gì trơn hả? Sao con té thằng nhỏ nè, đi con chừng té trơn lắm nha, không thẳng đi. Đi đi con chừng té. Đi Dương. Bữa nay này mưa gió quá nên không có làm clip. Này đi bắt cầu. Sợ quá. Sợ cái giật đụng cây rồi. Bắt cầu. Đang bắt cầu để làm du lịch sinh thái như vậy.